chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honorim được phục dựng lại bằng hàng loạt phụ tùng mới. Những người chơi xe rim ở Việt Nam ta thường thấy đã bị xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Nếu những chiếc xe còn mới lăn bánh ít ra có mức giá vô cùng cao. Nên vậy nhiều tay chơi đã lựa chọn mua xe cũ đã tàn, gọi về phục chế lại rất nhiều món đồ chơi chất. Chiếc xe được phục dựng lại rất nhiều chi tiết như đồng hồ được thay đổi hoàn toàn mới, cụm công tắc và dàn áo cũng được thay thế. Ngoài ra để giống nhất với khi dự xuất xưởng thì chủ xe còn order cả các chi tiết tem trên cái bờ cổ. Vì được phục chế bằng những cụm thắng khác nên chủ xe đã phải cắt bộ nhẹ tí xíu ở phần xi nhan để dàn áo là không bị cày chấn. Cũng như là dễ hiểu vì chiếc xe đã có tuổi đời là hơn 15 năm nên việc tìm đủ tất cả những đồ zin đúng đời của xe là một điều không hề đơn giản. Chế phần nội công đã được làm lại như mới, hầu hết là hoàn toàn ở bên trong. Bằng chứng là cái bộ ron nồi xanh thay thế là không ép được đẹp như là nhà máy là điều không thể tránh khỏi vì khi xe đã tháo nồi. Mô pin sườn MXD là quá to lớn nên chủ xe phải đặt nằm ở bên ngoài. Nhưng anh em chú ý rất dễ là mất khi gửi xe nhé. Trang bị phục Quad S bình dầu trời, một hiệu đồ chơi xuất xứ đến từ Thái, được rất nhiều anh em chơi xe ở xứ chùa vàng ưa chuộng. Tuy không được phân phối trực tiếp ở Việt Nam nhưng được giới chơi xe nước ta có thể mua được thông qua là order trực tiếp. Ngoài ra chủ xe còn bỏ đi bộ niềng sắt, thay thế vào đó là bộ niềng nhôm Raceboy, làm cho em nó trở nên linh hoạt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều di chuyển ở trên phố. Winner 90 độ Blue Style để ấn tượng khó phai. Trong cuộc thi độ Winner sau cá tính có rất nhiều cái chiếc xe đẹp đều có nét riêng, và cái chiếc Winner 90 dưới đây cũng như thế. Tuy không thể so sánh với những chiếc xe độ khủng xuất hiện ở phần cuối cuộc thi, tuy nhiên chiếc xe này vẫn có sức hút riêng của mình với việc phối màu đầy tinh tế cũng như dàn đồ chơi nhẹ nhàng cho mọi người cùng chơi ngựa nhé. Winner 90 độ Blue Style ấn tượng với cái dàn áo tem đấu. Logo Winner được thấy rõ ràng nhất ở cánh bửng. Cặp mâm cũng được hút ánh nhìn hơn khi được sơn trắng ở các cánh mâm. Tay thắng 6 số gãy. Logo Winner đặt trên thương hiệu đồ chơi. Nó bật ở dàn chân sau là cái bộ Anubis. Che sau đỡ gỡ bỏ để gắn một cái chắn bùn càng nhôm CC. Không nhiều đồ chơi nhưng nó vẫn tỏa sáng. Bên cạnh là cái chủ xe Phùng Tấn Chiến. Cảm ơn bạn, giờ này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.